Kính chào quý vị đang xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Mong rằng quý vị sẽ luôn theo dõi cùng với Minh Dự để khám phá những điều hay điều lạ từ chương trình nha. Và bây giờ là một người bạn sẽ cùng khám phá với Dự ở tập này. Dự ơi. Không cảm đi, xe không có thắng. Đó. Không có thắng mà dám chạy. Thắng bằng cái giò không nè, riết dài nó mòn. Không có thắng bằng giò, riết cái giò nó mòn. Chiều cao nó giảm xuống, hiểu không? Anh nghe bữa nay hơi trễ. Tại biết sao không? Bữa nay quá trời người đặt đồ luôn. Tôi nói anh làm xong hết đơn hàng đem đi giao mới qua đây được đó. Mà bữa nay bán những món gì? Bữa nay có cá chốt trứng hồ tiêu, trứng cá lóc hồ tiêu với cơm cháy cá dứa. Nghe thèm cơm quá vậy. Trời. Mà đâu có chịu ủng hộ mua bán để sao đi, nay tới quay mà. Quên. Hôm nay là Dự mời tới tham gia chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Đó. Dạ. Có cái gì? Làm gì vậy? Tháo cái bánh răng ra đi làm nè. Trời ơi, tôi có một chiếc xe một để đi giao hàng, tôi tháo cái bánh răng rồi sao đi giao? Nhưng bữa nay cần cái bánh răng. Đi nè, cái bánh răng Dự dặn tôi đi nè. Ờ. Đâu? Cái này nè, đúng không? Đúng rồi. Đó là cái bánh nè đó, bánh răng nè. Làm mất mặt người không tin không? Được không? Đẹp đàng hoàng nha. Rồi. Bây giờ không tin phải không? Ừ. Vậy thì xin mời quý vị khán giả cùng theo Minh Dự và Kim Đào đi gặp một vị chủ nhân của những tác phẩm nghệ thuật làm từ những cái vật cơ khí như vậy nè. Xin mời mọi người. Thấy chưa, nhìn sơ qua cái chỗ làm của ảnh thôi là thấy là bao nhiêu là cái vật làm từ cơ khí rồi đó. Ôi hay quá nè. Ôi có cái đàn nè anh, xuất sắc luôn á. Làm bằng bánh răng hồi nãy nè. Rồi cái đàn đâu nè rồi. Anh cái này mình đàn lên âm thanh được như bình thường. Cái đàn này là mình làm để phục decor trang trí thôi. À, trưng bày thôi. Decor trang trí cho đẹp. À, một cái tác phẩm như vậy nè, ví dụ cái đàn anh thấy em hỏi liền là mình làm bao nhiêu mới ra? Mình làm mà tầm khoảng 4 đến 5 ngày luôn á. 4 5 ngày khá kỳ công. Ôi em nhìn em tưởng nó là 4 5 tháng á. Đúng rồi, khó quá. 4 5 ngày. Vâng, nhưng mà trước tiên thì em muốn anh giới thiệu một chút về bản thân cho quý vị khán giả biết được không? À, anh tên là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay anh 35 tuổi rồi. Và cái công việc của anh là bây giờ là công việc chính là decor những cái mô hình cơ khí như vậy. À, dạ cho em hỏi là từ cái cơ duyên nào mà bắt đầu từ cái việc cơ khí mà anh sáng tạo ra những cái vật phẩm decor như vậy? À thì anh bán duyên với công việc decor cơ khí này là do lúc còn nhỏ thì mình hay đam mê mấy cái đồ chế tạo mà độc lạ rồi. Thì sau này lúc mà mình đi làm á, bản thân anh là một người rất là đam mê xe nữa. Cũng yêu thích mấy cái đồ chế tạo nữa và độc lạ thì đó là cơ duyên anh làm trong cái lĩnh vực tiên phong như vậy. Dạ, nhưng mà lúc mà mình chưa biết làm đến những cái món đồ lớn như vậy á, thì hồi nhỏ cái lúc mà anh bắt đầu với cơ khí á, anh thường làm những cái vật nhỏ nhỏ gì? Anh bán riêng với cái kho cơ khí này á, là bắt đầu anh chỉ làm những cái đèn bằng ống nước hoặc là nó rất là đơn sơ thôi. Và những cái mẫu đồng hồ đơn giản. Dạ. Rồi từ từ mình tay nghề mình tích lũy thì nó mới ra những cái sản phẩm nó độc lạ và phức tạp như vậy. Ủa anh, em muốn hỏi cái này nè. Ví dụ như mà mình muốn học làm cái này á, là mình phải học cao lắm đúng không? Hay là mình phải nghiên cứu cái vấn đề gì hoặc là cái môn gì thì mình mới làm được cái này? Ai mà vô đây mà anh đào tạo, anh có học cái gì hết, vô anh đào tạo từ tay trắng trở lên là được hết. Vậy là em vẫn có thể học được. Đúng rồi, chỉ cần là mình siêng xíu, mình chịu khó xíu là đào tạo được hết á. Dạ anh ơi, lúc nãy anh có nhắc tới cái từ đì co cơ khí. Và theo biết thì những người nào mà biết tới anh á và ngưỡng mộ những tác phẩm của anh á thì gọi anh là một nghệ nhân đì co cơ khí. Và anh giải thích giùm em về cái cụm
từ đi co cơ khí được không? À, thì bây giờ đề co cơ khí thật sự theo anh nghĩ nha, em thấy mọi người đã nhắc tới từ đề co như là đề co bàn ghế rồi rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà đề co cơ khí là cái tên nó khá là lạ, anh nghĩ là anh tự đặt ra luôn. Tại thường đề co thì em nghĩ tới những cái đồ nội thất trong căn hộ hay là trang trí á. Còn tại vì anh thấy cái này nó là mình làm ra những cái món đồ rất là độc lạ như là bàn, ghế, đồng hồ hoặc những mô hình động vật mà mình có thể trang trí trong nhà được, rất là gọi là muốn đề co cơ khí gì nữa, một từ cụm từ rất là lạ. Tức là những vật dụng đề co trang trí có giá trị làm từ cơ khí. Đúng rồi, đa số là kim loại. Linh kiện ô tô, xe máy được anh Tuấn Anh thu mua lại từ các bãi ve chai. Sau đó, anh lên ý tưởng cắt giũa, đánh bóng và tiến hành làm ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Chưa từng học cơ khí, không giỏi kỹ thuật, nhưng anh Tuấn Anh có thế mạnh về logic và sự bay bổng sáng tạo không giới hạn. Từ đó, những tác phẩm đặc sắc của anh ra đời, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Ủa anh, rồi khi mà mình muốn làm một cái sản phẩm như vậy thì những cái bước mà đầu tiên của mình là phải làm như thế nào, nó khó không anh? À, để mà giới thiệu qua một cái con tắc kè đúng không? Dạ. Thì mình làm nên một cái sản phẩm như vậy á thì nó cũng khá là nhiều bước. Đầu tiên là mình phải thu mua được nguyên vật liệu, là đa số từ những cái linh kiện của ô tô nè, xe máy nè, những cái linh kiện máy móc cơ khí rất là nhiều. Sau đó mình về mình sẽ vệ sinh lại, tại vì nó khá là dính dầu nhớt, rất là mất vệ sinh. Mình phải vệ sinh, mình đánh cho nó sạch bóng lên. Bắt đầu là mình làm tắc kè thì mình sẽ lên trên mạng á, trên internet mình sẽ tìm một cái con tắc kè thật. Sau đó là mình sẽ phác họa lại trên giấy ra cái kích thước nào mình mong muốn. Bắt đầu là mình sẽ lấy cái khung kẽ, mình sẽ dựng lên cái khung 3D. Mình thấy nó hợp lý, bắt đầu là mình sẽ tìm những linh kiện mà nó cảm thấy giác nó thích hợp á. Bắt đầu mình gá vào từng chút, cảm thấy cái nào mà nó không đẹp thì lại gỡ ra. Và cứ vậy đó để cho nó một tác phẩm nó có hồn nhất. Tại một con tắc kè mà nó đẹp á thì em nhìn nó vào nó phải có hồn. Đúng không? Đó. Sau đó là làm xong hết thì mình phải vệ sinh lần nữa. Và mình phủ một cái lớp keo để bảo vệ khỏi rỉ sét, hoặc là mình sơn tùy vào cái nhu cầu, mục đích của mình lúc đó. Cho em hỏi là cái nghề đề co cơ khí này á, anh làm bao nhiêu năm rồi? Anh bán duyên với đề co cơ khí này tầm được 3 năm rồi. Lúc đó anh mới lập gia đình và sinh con luôn á. Vậy cho tới bây giờ hơn 3 năm hoạt động trong nghề thì anh vẫn còn những sai sót gì không khi mình bắt đầu mình làm một cái vật gì đó? Sai sót thì sẽ còn, nhưng mà mình sẽ giảm thiểu đến mức có thể nhất. Với bây giờ càng ngày càng nâng lên những sản phẩm phức tạp thì có những sai sót khác nữa. Mình không có biết được, đó là gọi là kinh nghiệm. Rồi mỗi lần sai sót chưa vừa ý, chưa có hồn, mình tháo ra làm từ đầu? Không phải làm lại từ đầu, nhưng mà mình đã dựng lên một cái khung rồi á thì mình sẽ tới cái bước đó thì mình sẽ xem nó có hợp lý hay không. Thì mình sẽ sửa ngay lúc đó. Chứ ít khi mà trường hợp mà là hoàn thiện xong hết mà gọi là đúng rồi. Để mình phát hiện sửa chữa từ những cái bộ phận rồi phải không anh? Đúng rồi. Nó nghĩa là sai ở đâu mình sửa ở đó. Sai ở đâu mình chỉnh ở đó. Dạ, khi mà anh làm cái công việc này thì người nhà hoặc là người thân của anh có ủng hộ không? Thật ra thì lúc mà anh khởi nghiệp với cái ngành đề co cơ khí này thì bạn bè hoặc là vợ hoặc là gia đình không ai ủng hộ hết. Tại vì trước đó anh làm một công việc là độ và trang trí xe máy và mô tô cũng khá ổn định rồi. Thì mọi người thấy công việc này nó khó, gọi là khá tào lao. Nó không giống ai cả. Và tại vì chưa thấy ai làm ở Việt Nam nên mọi người thấy là khởi nghiệp với công việc này rất là rủi ro, nên khuyên mình thôi làm công việc đang ổn định thì làm tiếp đi. Nhưng mà anh thì anh muốn rẽ ngang cái này để mình thử thách cái bản thân mình hơn. Và mình phải đặt niềm tin vô nó thì nó sẽ thành công thôi. Đó, thế ông quý vị, đôi khi cũng là một cái nghề như là biết bao nhiêu người, nhưng chỉ cần có sự cầu tiến và sáng tạo thì tự nhiên mình rẽ sang một cái hướng khác mới lạ hơn, thấy không? Bây giờ mình cùng chiêm ngưỡng những cái tác phẩm khác. Đúng rồi, thằng thấy chổng mê quá kìa Dự ơi. Rồi thì bây giờ anh giới thiệu cho Minh Dự mới có cái khu vực làm việc của anh nè. Đây là những sản phẩm mình đang hoàn thiện khi làm xong, còn ở đây là cái kho vật tư. Kho vật tư thì có 2-3 kho lận, khá là nhiều. Đây là anh, cái bình này là cái bình gì anh?
À, cái này cái bình hơi á em. Của cái máy nén khí để mình dùng, mình sơn và bắn cát. À, để bắn vệ sinh sản phẩm á. Vệ sinh những cái đồ mình mua về đúng không? Đúng rồi. Còn đây là cái máy hàng, là cái công cụ chính để mình tạo hình á. Để mình có thể liên kết được cái bộ phận bằng kim loại với nhau. Giống như là keo gì đó, còn cái này mình hàn đúng nó rồi. Lại. Keo thì nó không dính được. Anh, cái máy này là máy gì vậy anh? À, cái máy này là cái anh mô phỏng là cái bộ máy của đồng hồ cơ đó em. À, trời ơi. Ủa, là tất cả những cái bộ phận của cái máy này đều là từ xe máy hay là? Không, cái tầm 50% thôi. Còn nhiều chi tiết của bộ linh kiện của ô tô nè em, của ghe tàu, rồi máy cắt cỏ, rồi quạt tùm lum hết á. Dạ anh, khi mà mình làm cái máy này á, là anh tự anh nghĩ ra rồi anh thiết kế rồi anh chào với khách hàng hay là khách hàng đặt anh? À, cái này là khách hàng bên mình đã đặt ý tưởng với anh để trưng một cái đồng hồ mà mô phỏng lại á, ở ngay cái quầy lễ tân của khách sạn rất là lớn. Thì đó, từ ý tưởng đó thì mình làm ra một cái đồng hồ nó bự như vậy mà có rất là nhiều chuyển động, nhìn nó rất là máy móc. Anh nhắc cái sự chuyển động mới thấy là nó vận hành như là một cái đồng hồ bình thường. Khi mà mình tháo cái mặt sao ra đó mình thấy đó. Vậy thì gồm những cái động cơ nào mà để nó hoạt động bình thường như một cái đồng hồ vậy anh? Nó hoạt động qua rất là nhiều cái linh kiện nó ghép nối với nhau. Và cái động cơ chính đó là từ một cái động cơ giảm tốc của em. Để mình nó liên kết với những cái bánh răng xe rồi nó chuyển động qua tất cả. Một tác phẩm cơ khí nghệ thuật thường gồm hai phần, tĩnh và động. Khi đặt bánh răng kế bên một tay biên, chúng phải có mối liên kết để tạo nên chuyển động. Các chạy nhiệt, bình xăng, ốc, vít là những chi tiết tĩnh kèm theo để tạo nên một tác phẩm tổng thể đẹp về phần hình, khoa học về cách sắp đặt. Cách phối màu cho linh kiện và đính vào tác phẩm thực hiện theo bí quyết riêng của Tuấn Anh. Một lớp sơn phủ bóng bảo vệ cuối cùng hoàn tất quá trình chế tạo một tác phẩm để co cơ khí mất vài ngày, có khi vài tháng. À, vậy thì nếu một cái tác phẩm kỳ công như vậy nè mà nhìn rất thực tế nữa với cái sự chuyển động này thì cái trị giá để mà người ta muốn mang về decor là bao nhiêu? À, cái đồng hồ này anh làm là tầm khoảng 100 triệu. Wow, 100 triệu. Là nếu có người muốn mua về. Cái này là người ta đã mua rồi. Thì thật sự nếu mà mình muốn mua thì mình phải có một cái nhà hoặc là một cái chỗ để nó xứng đáng nữa. Mình muốn đặt cái này nó đẹp thì cái chỗ mà mình chân nó phải có kích thước phù hợp và phải cái chất nữa. Cái nội thất và không gian nó phải phù hợp mới đẹp. Dạ, anh nghĩ những tác phẩm này á thì những cái đối tượng mà tới mua về để decor á thuộc những đối tượng nào hay là những không gian thế nào? À, những mà khách hàng bên anh mà tới mà chọn những sản phẩm bên anh á thì thường là những người khá cá tính để chọn và thích sưu tầm những cái món đồ độc lạ này. Và mấy bạn đó cũng có thường nhà cửa nó cũng có không gian cũng đẹp đẹp và độc để mình có thể trưng bày những món này vô này rất là phù hợp. Em thấy ở bên này có đây như con ruồi phải không anh? Con mũi. Có ố con mũi. Con mũi. Kim mà nói con ruồi. Con mũi. Anh con mũi nên làm mấy ngày xong? À không, không có nổi mấy ngày đâu. Anh làm tầm khoảng từ 2 đến 3 tiếng thôi. Rồi. Là xong rồi. Còn những con vật như vậy làm chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi. Hay anh còn cái bàn này nữa nè anh. Hay quá, em thấy nó chạy luôn đó. Nó có chuyển động nè em và có đèn rồi nhìn nó rất là sướng luôn. Đó. Rồi cái này mình để ly lên nó có chạy như buffet không anh? Rồi cái này mình để ly lên nó có chạy như buffet không anh? Đó, mình làm được luôn. Làm được luôn. À. Đúng rồi. Nhưng mà với cái bàn kiến này không được, nhưng mà sẽ thay bằng cái gì đó để nó chạy. Nếu mà có nhu cầu là làm được xoay như bàn buffet đúng không? Ê, cái bàn này hay quá, dữ mua về dữ. Gì trời? Mua về mình để đồ ăn lên mình ăn nè, không thôi để đồ makeup lên đó. Muốn phấn nền có phấn nền, muốn son có son. Rảnh vậy bỏ cái hộp cho sướng thì mua cái bàn về. Cái bàn phải những người có tính cách phục vụ cho một cái việc mà cần decor không gian sang trọng. Ê, không thôi mua con tôm này đi nè. Mua con tôm này về nấu mì gói ăn đi. Tôm bảo đảm ăn hoài không hết, ăn cả đời luôn mà. Cái này ôi công phu quá, đã quá dữ ơi. Anh, cái bàn này là trị giá bao nhiêu anh? Tầm khoảng 20-25 triệu em. Tùy vào cái option mình lựa chọn nữa. Có 20-25 triệu à, mua đào mình về mình đổ được để đồ ăn. Mình livestream bảo đảm đắt nhờ cái bàn. Thôi được rồi. Để đồ ăn lên bán cả 100 món vô hỏi giá cái bàn không? Không, để nhưng cũng được á. Mai mốt vô đây em mượn cái chỗ này em livestream được không? Ồ, chuyện nhỏ em ơi. Dạ anh ơi, từ trước tới giờ hơn 3 năm hoạt động thì anh làm bao nhiêu tác phẩm rồi? À, chắc tầm trên 2.000 tác phẩm trong thời gian là 3 năm hoạt động của anh. 2.000 tác phẩm? Là nhiều lắm luôn á. Rồi là cái trí tưởng tượng và sáng tạo anh cũng kinh khủng lắm luôn á.
nhìn những sản phẩm được sắp đặt các chi tiết một cách hợp lý, không rườm rà, không rối rắm nhưng rất hài hòa và hợp lý để sự chuyển động của động cơ được trơn tru và liền mạch. Anh Tuấn Anh khi làm việc rất tỉ mỉ và chi tiết, anh có thể ngồi hàng giờ để nhìn một khung cơ khí đang làm dở và xây dựng ý tưởng từ trong suy nghĩ. Anh luôn đặt ra cho mình những thử thách cao hơn, từ những sản phẩm có kích thước nhỏ đến những mẫu có kích thước to và khó thực hiện. Anh đều phát họa trong đầu và dần dần tạo tác thành các tác phẩm nghệ thuật. Vậy thì có cái tác phẩm nào mà nó rắc rối, nó phức tạp tới mức mà anh cần quá nhiều linh kiện không? Có cho em. Đó là lúc mình anh làm một cái bàn đánh dì xây khá là dài tầm 2m2 á, và cao nó tầm 1m5, nhưng mà nó rất là phức tạp, và cái bàn đó anh làm tầm hơn tháng. Anh bây giờ có cái nào đơn giản để cho em và Kim Đào thử không? Thôi vậy giờ anh sẽ hướng dẫn em với Kim Đào làm con mũi nha. Làm đẹp con nhất mũi luôn. Hướng làm dẫn xong làm bao đẹp luôn. Hai tiếng nha anh. Ok, dư em đâu, còn không em ở lại 2 tháng luôn. Quý vị ơi, nhìn cái chỗ này nè, từng tác phẩm mình đều ngưỡng mộ, thán phục trầm trồ, nhưng phải bắt tay vô làm thì mới biết kỳ công và cực khổ cỡ nào. Cho nên bây giờ Minh Dự và Kim Đào sẽ cùng làm thử cái món đơn giản nhất, con muỗi. Đeo bao tay, đội nón bảo hộ, bởi vì những cái gì thuộc về cơ khí khi mình làm thấy cái hàng, cái tia hàng bắn ra mình thấy sợ liền, không nào? Mình phải cẩn thận và sử dụng bảo hộ lao động. Bây giờ mọi người hãy đón xem Kim Đào và Minh Dự có làm được ra sản phẩm này không nha. Few moments later. Hên nó hên là đứng đây á, chứ trong đó không biết sao mà hàng được luôn á. Xong rồi đó. Này là xong được phần đuôi rồi nè. Mới có cái đuôi thôi đó. Mới cái đuôi vất vả á. Suy nghĩ lại là mình có nên bắt tay làm không? Tại vì mình bắt tay vô là mình sợ với cái độ rung rẩy nhát cái thì mình làm hư luôn sản phẩm. Không ấy anh làm đi rồi tụi em đứng tụi em học nghề cũng được. Trời luôn. Học viên mà hèn nhát ghê. Ba em là cũng làm về điện tử bên kỹ thuật đó anh. Sửa tivi đầu máy hồi xưa đó là thiết kế những cái quạt nhỏ nhỏ này nè để em chập điện vô làm đem đi học em quạt cho mát luôn á. Lúc đó bạn bè nó ngưỡng mộ em lắm. Ôi. Làm mà em nhớ ba em. Thế hả? Đúng rồi. Ủa gì mà đó Dự không có chịu học để nên làm? Hồi xưa là cả nhà ở chung, nhiều khi ba ta đặt hàng tới ba em làm đang gian dở hàng nè, đi điện chưa uống mà keo lại cái ra ăn cơm, em đi chơi chụp cái này đó, em đi chơi chụp cái này đó. Như cái Dự riết mà tận xuống vậy. Em thấy anh thấy em có năng khiếu rồi đó. Vậy là bị điện giật mới vậy đúng không? The next day. Hey, làm gì ngồi đực ra đây em? Mê quá. Thế anh làm nhìn say mê luôn á. Ngồi đây nhìn ngắm thầy mình ngồi làm quá trời làm luôn. Kiểu này bị đuổi chắc ai nhận vô hả? Thôi kìa, thầy cũng gần làm xong rồi. Thầy xong chưa thầy? Rồi xong hoàn thiện rồi hả em? Dạ. Xong rồi đó. Dạ. Thì là lại gần được có rồi. Xem rồi đó. Thôi ngồi cầm cái nón đeo bô tai dữ dội quá vậy. Mà đâu có làm được cái gì. Ngồi ngắm không à. Ờ giờ cầm nè. Nể anh thiệt luôn. Và em mong là anh thiệt là nhiều sức khỏe để cái đầu luôn tràn đầy trí tưởng tượng và sáng tạo để làm bên em. Và những cái gì mà anh thích nè, anh làm y như là thực tế. Và cũng mong thông qua chương trình này sẽ có rất là nhiều khách hàng biết đến anh hơn, đặt hàng nhiều hơn để anh có nhiều cái kinh phí hơn, làm một cái tiệm lớn hơn nữa. Thì anh gửi lời đến tất cả khán giả đã theo dõi chương trình này, và gửi lời cảm ơn đến Minh Dự và Kim Đào đã có cái buổi ghé thăm xưởng rất là hay và chiêm ngưỡng được những tác phẩm bên anh. Quý vị khán giả ơi, hãy cùng Minh Dự và Kim Đào đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự, Kim Đào xin chào và hẹn gặp lại.
Thank you.